Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký và đừng quên lỡ cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. À, thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và American Guy đây. Từ hôm nay tiếp tục trở lại với một video mới về Minecraft Backward, cũng là thành viên của Noob Team. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Backward, nhưng mà tụi mình sẽ đại chiến với những siêu quái vật các bạn. À, các bạn thấy con rồng kế bên mình không? Nó là một con rồng xương các bạn. Thì nói chung thì sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định thì cái con rồng này nó sẽ spawn ra và nó sẽ bắn fireball vô tụi mình nha các bạn ơi. Ui, mình vừa mới thấy nó đổi qua con rồng gì các bạn ạ. À? Đây con rồng xương này, rồng băng rồi, thấy con rồng nhện ở đây, rồng nhện. Ôi sao nhìn nó ngầu quá. Nhà nè. Ui ơi. Lần đầu tiên thấy có con rồng nó bình dương nó vậy luôn. Đây là rồng ánh trăng nè. À, rồng ánh trăng. Ừ, nghe tên cũng hấp dẫn vậy đấy. Đấy thì xíu nữa chúng ta sẽ vô Backward, tụi mình sẽ gặp những cái con quái vật nó kiểu dạng như vậy các bạn, rất là gọi là đáng sợ bạn ơi. Đấy thì ok, chứ xem cho mình thì đừng quên một like, đừng đăng ký và đừng quên lần cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không lỡ mèo mới kỳ tiếp nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả mình nốt tim, ủng hộ tim nha. Ok. Thì chơi chế độ dễ nó mò hết bình thường á mọi người. Qua chế độ hát luôn đi chơi luôn chứ. Cái độ kia. Chơi luôn nè. Chơi luôn chứ. Ok, nói chung mà mấy chế độ này mình thấy nó bình thường bạn. Mình dứt luôn chế độ siêu khó luôn nha các bạn ơi. Ok bạn ơi, đây rồi, vô trận. Ủa bây giờ nó cho 4 cây nâng cấp anh em. Em chọn nâng cấp gì anh em nhỉ? Nâng cấp đi máy này đi. Nâng cấp máy nào vậy? Máy sản xuất à? Ok, nâng cấp máy sản xuất. Được. Lấy nhanh lên cho nó nhanh để có đồ. Ủa chưa hết, tụi kia nó bắt nó bọc giường, nó bắt lóc dữ. Tụi này nó nạp tiền gì các bạn ơi, hề luôn. Sao để nó mà nhà bọc tiền rồi anh em đi chiến đấu đây. Quái vật mà nó chơi nạp tiền thì tôi chịu rồi ba ơi. Ủa đâu rồi cái block mua chỗ nào đây đúng không? Mua này. Đấy, ủa mỗi lần mua được có 10 block rồi trời đất ơi, ảo thiệt á. Ok, mình qua mình đập giường sớm tụi này được thì gọi là ok các bạn ơi. Hình như kill tụi này mình cũng sẽ được đồ đây mà. Đây đây để mình đánh thử con này cho các bạn coi. Này đây, này đây. Ui tụi này nó biết né. Ui đau quá. Dạ, yeah, nó cung kìa. Nó cung kìa. À, mày nó bự. Em đi chiến đấu với nó đây. Đánh mấy con này đau quá. Ủa kiếm vậy, kiếm này. Ủa tính ra nó bằng nhau bạn ơi. Ủa mấy con nhện nữa nè, mấy nhện này đánh mình nó bị độc không? Ui nó bắn tơ nhện vô người mình. Ui giời, mấy con nhện này. Giờ chỗ em kìa. Rồi xong gãy kiếm luôn hề luôn á, kiếm tôi đánh cái gãy rồi. Ui đánh đấy đấy không, nó rất là tiền quá trời các bạn ơi. Đấy. À, ai da, da. Có tao nhện nha anh em, để ý nha. Do là tụi mình chọn gọi là chế độ khó luôn bạn, chơi thế nó mới đã chứ chơi chế độ normal easy cũng bình thường thôi. À ơi ơi, đây ba cục em gọi luôn nè, quá là đông kìa. Đi support nha anh em ơi, giống như bị support á. Về nhà bóc cái giường lên, bóc nha, bóc cái giường lên. Qua dòng nó đang chuẩn bị đến kìa. À đây, em nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm, để em mua block để em bọc thêm cho nó. Ok đấy, bọc gọi là đầy đủ hết rồi. Mọi người mua cái bóng tuyết mọi người, xíu quăng nó thôi là được. Có xong rồi, đây nó mua sẵn rồi. Ui kìa, nó kia, nó kia, nó kia. Quăng đi nó, quăng đó, đúng rồi, hay quá, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Có hả? Ôi, hay quá. Đấy, nói chung mấy con rồng này đơn giản lắm bạn. Xíu nữa nó sẽ spawn thêm gọi là 4 con luôn nha mọi người, cẩn thận á. Tính ra bóng tuyết trong đây thấy cũng có lợi nha. Nãy giờ thấy ném cũng được việc chứ. Ok. Rồi cho nó đi ập giường này. À, ê, chuẩn bị kia đây, chuẩn bị xuống xuống. Hay chuẩn bị nữa hả? Núp ở nhà thủ nha. Ok, đấy gọi là con quái đứng cay nhìn kia nhiều quá. À đứng cay nào, đây đây để em qua em húp chọn cho nó cho. Ủa tính ra mua hết đồ rồi là cái này mình phải đi nâng cấp vũ khí hay sao bạn ơi? Ủa rồi đúng rồi, nó ra kìa, nó ra kìa. Đây 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 đây. Thấy cái chỗ nào đỏ ra là quấn liền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi. À, bên mấy cái đảo kia mình có thể đi nhặt mấy cái chỗ nâng cấp á, để em đi nhặt cái chỗ nâng cấp cho. Đúng rồi. Ok, mình sẽ gọi là cố gắng đi tìm mấy cái chỗ nâng cấp xịn các bạn để về nâng cấp đồ cho team mình các bạn ơi. Ui giời hết block rồi. Ui giời gặp xuất hiện nhiều lắm. Rồi. Đúng rồi. Mấy gồng này nó cũng bình thường đó bạn ơi. Luôn nút tim nó hơi bị bắt đạo. Rồi Geno đi đập giường đây. Ok Geno đập giường kia, đứt theo sao hỗ trợ. Em cần đi lấy mấy cái đồ nâng cấp này nữa. Không cần hỗ trợ. Yes. Ua quá dữ luôn. Bờ rò quá. Rồi chết được nhẹ rồi. Mấy con nhện này, mấy nhện thú. Ok em đi để nâng cấp sắt nè. Đấy kiếm sắt liền. Vé lộ tím lọt. Ok là bị lọt hố hả. Rồi lọt rồi. Quay thí dụ bây giờ mình lụm thêm một cái chỗ nâng cấp kiếm thì có kia lên kiếm kim cương ta. Để mình qua đây mình nhặt thêm bạn ơi. Vậy đâu nhớ chờ em cái giường nha, đừng ăn hết đi qua. Ờ chết rồi, hết block rồi. Ấy đồng nó kìa đó. Gồng này nó ăn xuất hiện hoài ta hề luôn. Đã quăng gọi là ngụm nãy giờ mấy lần rồi nó không sợ bạn ơi. Có ngoài núp lên nha các bạn ơi. Một sờ tách. Một sờ tách luôn. Nhức nách dữ kìa. Ok đây rồi, tụi này nó sẽ phải gọi là ra đi tìm đường cứu nước thôi. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác chơi. Ok, lên. Kiếm kim cương. Đây rồi. Rồi, lần này mình sẽ đi chiến nha. Ok, chết sợ. Bây giờ mình phải chặn cái đường đi ở nhà không, mấy con này nó chạy qua nó
Tôi quýnh nó. Đấm dụng nó xuống, đấm dụng nó xuống. Rồi, ngồi rồi, ngồi mấy con lợn. Ngồi rồi, ngồi rồi. Ê, kem ăn một sợi tách sắt về này. Ok, một sợi tách sắt đó cho nút mua bóng tuyết chọi tôi kia. Ok. Đây, nút của thằng cái này này. Nút sợi tách rồi. Rồi, còn vườn nữa, còn vườn riêng nè. Đi đi cho nó, dê cho nó, đâu rồi. Mình sẽ gọi là một mình cân tim nha các bạn. Ý xuống dưới. Chắc chưa. Ý xuống dưới trời. Em được mà. Vinh nói với tin em. Ây da, đau quá. Còn vườn red đó nha, red vẫn còn nha. Xin cái vườn riêng nè. Đây, nó lên nha. Đâu? Ui, tụi này còn kiếm Nether Rai luôn nè. Oh my god. Con vua đấy. Giết nó ra không? Ôi mày god, một đống tiền các bạn ơi. Được. Quay đây có bán cung này với nó, mua cung. Trời ơi, cung mạnh đều lắm đấy. Đây, em có một cái gọi là pháo bông chúc mừng năm mới nè, để em qua nhà nè, em chúc mừng năm mới nó cho. Chúc mừng năm mới. Dạ, đánh đau dữ bà. Đây, cầm cung bắn nó. Ôi ôi, trời là chúc mừng dữ chưa? Ủa ơi, cung gì bắn 5 phát chưa chết là sao? Đây. Quá lợn. Gọi là nó dữ chưa tại rồi. Tại luôn con sai đánh nó. Con heo ơi. Trời ơi, con heo ăn hại quá. Con heo to lắm. Về đây đi, về đây. Kìa kìa, đọc xuất hiện nữa kìa. Ui ôi, nguy hiểm quá bạn ơi. Rồi đây. Vẫn giữ cái kiếm anh em à. Không mất kiếm, không lo. Ok, chỉ mất kiểu block với lại dụng cụ thôi. Đây năm nay nhà mình kìa. Tụi nào? Nói em biết. Rồi đi rồi, đi rồi. Hai bên đi. Dứt liền luôn chứ. Đây nó dưới vực ấy, xuống ấy kiếm nó đi. Thôi, tới con đây thôi khỏi. Đi xuống dưới trời. Ok, chứ cần ném bóng tiếng thôi là tụi đi bạn ơi. Bóng tiếng trong đây tính ra cũng có quyền lực quá đó chứ. Đấy, nâng cấp vũ khí đào là lên lò sắt liền. Ôi, sắt luôn rồi. Đấy, như thế nó mới dứt nách. Đấy, kiếm không nên được Netherite à? Đây để em nâng thêm lần nữa cho lên Nether Rai cho. Đấy, này Nether Rai rồi. Quá hiểu bây giờ em nâng thêm thì nó có enchant không ta? Tụi ơi, đừng quýnh tụi nhà mấy anh trai. Nó chặn đường này lại các bạn, không nó chạy vô nhà mình á. Mày hả bưởi. Từ nha, đây coi có chỗ nào lên kiếm không? Lại lên kiếm nè, từ nha, để em qua đây em lượm thêm cái đồ lên kiếm rồi nó có enchant cái kiếm của mình nha các bạn. Có này. Ồ, chỗ này có lên giáp này, lên vàng nữa này. Nó đi nhặt nó. Ra, hết rồi. Nó hết luôn hả bạn ơi, hết nâng cấp rồi. Ok. Wow, ném bóng tuyết tụi này nó có đi không trời? Này. Chắc là không. Ôi. Qua đây. Tao kiếm này là rai rồi, tao sợ đâu á. Này. Có lợn này. Xử luôn mấy con này gọi là tầm bình thường đó bạn ơi. Đậy rồi. Rồi lên giáp nè. Xin nhẹ cái giường. Xin nhẹ cái giường. Đâu nâng cấp đi. Rồi lên đồ sắt rồi đó. Đâu. Ok, ngon rồi. Xong rồi tụi này đi với mình rồi. Ủa tính ra còn có con à. Ây da. Sẽ nâng cấp cái máy sản xuất. Quýnh luôn đi. Tôi sẽ nâng cấp cái máy sản xuất. Ok, quýnh rồi. Nói chung là đơn giản các bạn. Ok, bây giờ thử mình đổi map khác đi các bạn. Nãy cái trận này là đâu để mình đổi map khác nha. Là map khác đi. Nãy map này. Giờ tính ra nhìn cái map nào cho nó đẹp. Map này nhìn tay nhìn hay. Petty City, City các bạn ơi. Ok, vô đây. Đứng này. Map này là ác mộng đối với Pixel đấy. À nhưng mà ở đây không có Pixel này là ác mộng của tụi quái vật bạn ơi. Ok, bắt đầu let's go qua trận mới các bạn ơi. Ok, đây rồi, trận thứ hai anh em mình chọn gì ta? Giờ nên chọn tiếp gì đây? Sức mạnh nè, kiếm nè. Kiếm à. Ok, ai mới vô được kiếm sắt luôn, cũng được chứ. Okay, rồi đi chiến luôn. Đi chiến luôn hả? Rồi, block đâu mà chiến qua? Không thiệt. Ok, block đâu mà chiến. Này phải đây qua bên kia luôn, Spider-Man. Đâu, đặt luôn đi, Qua luôn đi. Let's go luôn đi. Ok, lần này đổi người bảo vệ giường đi, cho Zeno ở nhà bảo vệ giường đi. Ok. Rồi, bắt nhau đây nha mày. Let's go. Tính ra chỉ cần đâu đó khoảng 20 block thôi là mình qua được mid rồi các bạn ơi. Ok, tụi quái vật này nó nạp tiền cái gì nè. Mới vô nãy bọc full cái giường luôn rồi. Tính ra tụi mình còn đủ tiền mình bọc full cái giường mà nó vừa bắt block qua mid nha, mà nó vừa có tiền bọc cái giường nữa. Rồi lia tiếp nữa. Rồi lia đi đỏ lên. Ây da, nó đau vậy. Rồi lia tiếp nữa đây. Đập đi đúng rồi. Đập đi, để bỏ vô cho. Đúng rồi, cái lên đây. Rồi xong. Ok. Lọt cho nó lọt luôn, cho nó lọt nè. Red lọt tim. Red tim lọt. Chuẩn bị về cái xong thì mình spawn đấy nhá. Ok, không chuẩn bị spawn rồi đấy. Ủa mấy nhện kìa, mấy nhện qua nè. Nhện. Ngoài nhện bắn tơ. Nhện bắn tơ đấy. Ấy tụi nó rất là tiền kìa, nhặt tiền đem về cho Zeno. Con nhện chúa to lắm ấy. À thế à, càng chưa gặp luôn nhện chúa nữa Zeno quay gặt hết mấy cái càng. Tiếp vàng này. Ủa okay. Tiếp vàng này phải đào block vậy mà. Ui giời thôi về. Ấy à, có mấy con, ủa có cái đường dưới này nữa nè. Mày hả bạn quý, đây để đem tiền về bạn ơi, đau quá. Tụi này đánh đau quá. Tôi thấy rồng nè. Đây rồi, 15 giây xuống con. 15 giây nó ra kìa. Nhặt thêm mấy gồ vô tí đã. Ê, về thôi, về mua giáp bạn ơi. Tính ra không có giáp, tụi nó đánh đau quá anh em ơi. Chuẩn bị sẵn bóng tuyết chưa? Ok, được á. Ê, sẵn bóng tuyết rồi. Tí đó. Tiến ra đây. Đông kia, thấy chưa? Để mình mua dụng cụ để mình đập giữa bạn ơi. Ném luôn. Mua thêm block luôn. Hay quá, trời ơi, quá đơn giản.
chưa giờ thấy được nhà gì đâu. Gì game mình. Rồi bỏ hết tiền nhà cho Geno đi. Ây da, Kiên đánh tụi nó, Kiên ơi, nó bắn cái kia. Rồi xong đi luôn hả? Kêu Kiên đứng đánh tụi nó mà Kiên để tụi nó bắn. Dòng thuyền Big, dòng kia, nghèo, chạy đôi anh em. Ờ, nâng cấp giáp chưa? Cái nhà đợt kia cũng rất thấy dòng đâu. Ngoài luôn nâng cấp cái máy sản xuất lên level 2 nữa. Cho ai có ai có tèo cho Kiên xin. Xin mua giáp nghe. Đây. Mua đúng cái quần luôn. Mua đúng cái quần luôn, ảo thiệt. Rồi là dòng lại đi rồi, đấy nè. Tiền này nhiều quá này. Rồi. Ê, con nhảy đi kìa. Nó theo. Nó theo ra đây. Ôi, dòng nữa. Dòng nữa gì thôi. Được rồi, anh em cứ yên tâm. Ok, thứ để đến đâu luôn. Yên tâm lắm ạ. Không được giường mất không phải tại đây đâu đâu nhá. Chăm sóc rồi anh em ơi. À, tụi này nó không qua được đáy bạn do không có block. Mày rồi, nâng cấp kiếm rồi nha. Con này, được kiếm cừu luôn. Này. Ai kia, ai đi mà để đường cho nó vào nhà đi. Nhớ chặn nha, nhớ chặn hai block lên cao để nó khỏi qua. Đây, mình sẽ qua mình đập luôn cái giường của gọi là mấy con chúa nhện nha bạn ơi. Chúng tôi. Đây đây, núp có TNT đây rồi. TNT nó giảm lắm. Ừ. Ok, không sao. Ây da, con kiếm ngang tiên đi, cấm nó đây. No. Ok. Ủa nhỏ này, đi ra cho các chơi, để đập vừa coi. Đi ra cho các chơi, để đập vừa coi. Nâng cấp kiếm lên Ryan nha. Ok, này rồi, team yellow lọt nè. Yellow team lost. Này, giờ yellow team lost. Ok, lọt rồi các bạn ơi, giờ còn team Rin nữa thôi. Cho lọt nó luôn em ơi. Này, Rin lọt. Xong cái xíu quay qua, thấy vợ luôn lọt, cái là đi luôn. Ok. Đâu, TNT đâu? Rồi, TNT xịn quá. Này lọt tim luôn, lọt. Rồi còn con nào nữa? Ôi còn có hai con. Ủa một đống chứ phải hai con. Rồi ok. Rồi. Blue victory. Rồi đơn giản hả bạn ơi. Đấy thì nói chung là ngày hôm nay nút tim của tụi mình đã gọi là sao ta xong kiếm học bích gọi là tứ kiếm luôn bạn. Đấy kết hợp lại để tiêu diệt những con quái vật và giành chiến thắng trong trận midway các bạn ơi. Thì các bạn thích video này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký và đừng quên lắng chuông, cáp đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ em mới từ ngày YouTube mọi người và đừng quên là qua kênh của tất cả mình nút tim họ tim nha. Ok, còn giờ thì hẹn lần sau, bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. To the end to the G, khó khăn khiến ta nản chí. Đi tiếp tao sợ gì, vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.